Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Tôi hôm nay tôi xin giới thiệu về cách dâm những cái cây sen đá. Hiện tại hôm nay tôi sẽ sử dụng toàn cái giống sen đá cổ. Rất mong quý vị và các bạn thấy clip có hữu hiệu thì rất mong các bạn, quý vị các bạn đăng ký kênh hoặc là các quý vị nhấn chuông giúp clip của chúng tôi. Đây tôi có cây sen đá này. Cây sen đá này có thể nói là lúc tôi mới có khoảng độ 8 tuổi cũng đã không biết nó có từ lúc nào. Nghĩa là lúc 8 tuổi tôi đã thấy nó rồi, mà bây giờ tôi đã 54 tuổi. Đấy, cây sen đá này. Bây giờ tôi sẽ dâm nó. Tất nhiên những cái giống này nó vẫn đang tồn tại ở Hải Phòng nhưng cũng không nhiều lắm. Nên bây giờ tôi vì người ta có quá trình người ta cũng không nhân giống nó tiếp, mà bây giờ nó có một ít thôi, tôi sẽ nhân giống ra. Bây giờ tôi cho một cái gáo đất như này. Tất nhiên là quý vị có thể dùng cái khay xốp hoặc cái chuyên môn để gieo được. Thế và chúng ta dâm bằng lá. Đây thí dụ những cái lá cây như này, chúng ta bẻ lá ấy, thì nó phải sát thân, chứ chúng ta không được bẻ gãy, gãy giữa chừng. Đây tôi bẻ này, chúng ta không nên bẻ xuống này mà ta hơi lắc ngang một tí này để cho nó gãy mà nó vẫn còn cái lốt mọc ở, tức là dính với thân này, thì cái điểm này là cái điểm nó sẽ mọc ra các cây được. Cây sen đá này sẽ không mọc ở điểm khác được quý vị. Chúng ta chỉ cần để trên mặt đất thôi. Chúng ta chỉ để cần để trên mặt đất này thôi thì là cây sẽ phát mầm. Tất nhiên là chúng ta không nên lấy lá non quá. Chúng ta lấy lên đến đấy thôi. Như này là chúng ta đã sẽ có một loạt cây sen con này. Và tôi đã để đây và dùng bếp phun để nước nó phủ vào. Còn không thì các vị có thể sử dụng cái bình phun tay, các vị phun cũng được. Sau đây còn một số còn cái giống sen cổ khác tôi cũng xin giới thiệu đốt. Các cái loại sen đá giống sau cũng trồng bằng gọi là cái giống mới đấy, giống nó cũng có đẹp hơn. Nhưng mà cái giống đấy thì chúng ta trồng ngoài trời đấy, và chúng ta dâm thì nó cũng phải ở trong những cái điều kiện nó tốt hơn. Thí dụ như người ta dùng nhà kính hoặc là dùng tôn lấy ánh sáng ấy để người ta che bớt mưa cho cái cây đấy. Còn cây sen đá cổ này thì nó chịu được mưa và nắng các quý vị và các bạn ạ. Nếu mà các bạn có đem vào trong nhà chơi đấy thì cũng được rất lâu. Nó cũng rồi chúng ta mới phải mang ra ngoài, riêng sen đá chơi trong nhà được khá lâu. Thế còn đây là hai cái lá nó rụng sẵn. Thế bây giờ tôi bẻ đấy, tôi bẻ ngang ra như thế. Bẻ ngang cái lá thì nó sẽ được. Đây cái trong cái cây rất nhiều rồi. Đấy. Ta bẻ ngang cái lá chứ ta đừng bẻ xuống. Nó sẽ được cái lá nó sát thân, cái lốt gãy của nó là đúng cái khớp giữa nó với thân cây. Sau này những cái gáo sen đá này chúng ta có thể làm, tôi có cái gáo này gáo đất mà gáo đựng lan được, mà chúng ta có thể treo lên trên các cái dàn ấy, là cây bông sen đá nó sẽ rủ xuống và hoa sẽ ra thông thường là màu trắng. Những giống sen cổ này thường ra hoa màu trắng không ạ? Đấy là vị trí là tôi đã dâm được một cái chậu lửa. Rất mong quý vị và các bạn xem clip và ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bạn là người yêu cây? Bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh? Hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.